Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 Nam Mạng, năm 2022, may mắn có giải thần cứu mạng. Vâng, hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho 30 tập chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông quý vị nhé. Thưa quý vị và các bạn, xem tử vi cho tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ cho bạn biết được những diễn biến trong công danh sự nghiệp, tình duyên, tiền bạc cũng như sức khỏe của bạn trong năm 2022 sẽ diễn ra như thế nào. Từ đó giúp cho bản thân gia chủ tuổi Nhâm Thân có được sự chuẩn bị tốt nhất cho thành công và may mắn. Phần tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên việc luận giải, luận đoán sẽ chi tiết và chính xác nhất, giúp cho quý vị nắm bắt được thiên cơ và thời vận của mình và từ đó sẽ có những kế hoạch hành động trong công việc được may mắn và thuận lợi nhất. Đồng thời, qua phần luận giải thì thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi giúp cho quý vị có được cuộc sống thành công, viên mãn như ý muốn. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi cho tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 Nam Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2022 Nam Mạng, giải thần cứu mạng. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2022 Nam Mạng, tuổi này năm 2022 dính hạn Thái Tuế, nên Tết năm 2022 hãy mua và mặc quần áo màu đỏ hoặc đi tất đỏ, thắt lưng đỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2022 Nam Mạng. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2022 Nam Mạng như thế nào? Nhâm Thân năm 2022 có vận trình không mấy lý tưởng, bạn bị phạm phải Thái Tuế và bị sao Hung Tinh chiếu mệnh. Sự nghiệp có ảnh hưởng của Tuế phá Hung Tinh là sao điển hình của trẻ con đứng đường, nghịch ngợm hay phá phách, phá hoại, khiến cho vận trình công việc của những người tuổi Thân chậm chạp, thậm chí có thể rơi vào giai đoạn bế tắc. Tiền bạc thì va vào Đại Hao Hung Tinh là hại tinh lơ đễnh, chủ sự hao tán. Nó chính là đòn đánh vào vận may tài chính của bạn, tiền bạc hao hụt quá nhiều, nếu không chú ý rất dễ bị hao tài tốn của. Về mặt sức khỏe, nên đề phòng sao Hung Tinh huyết nhận phù trầm, giữ an toàn cá nhân, tránh bị thương chảy máu do bất cẩn. Về phần tình cảm thì có lẽ sẽ khá hơn một chút nhờ sức mạnh của các tinh giải thần, chủ sự giải trì, giải quyết, tháo gỡ, cho nên hầu hết nam mạng Nhâm Thân vẫn có thể duy trì được sự suôn sẻ trong tình yêu. Do cục diện xung Thái Tuế nên những gia chủ tuổi Nhâm Thân cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để hóa giải. Kim bài Thái Tuế là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải vận hạn Thái Tuế của năm. Mặt trước có in hình Thái Tuế tinh quân của năm Nhâm Dần là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau có khắc phù bài Thái Tuế, đặt vật phẩm trong ngăn bàn, trong túi, trong ví hoặc sau ốc điện thoại để nghênh đón Thái Tuế, giúp hóa giải vận hạn của năm 2022 Nhâm Dần. Sự nghiệp. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2022 Nam Mạng, mặt sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề từ Thái Tuế, Tuế phá, lan can, nên vận trình năm nay của bạn rất khó đoán định, bế tắc. Đặc biệt là những người thuộc tầng lớp lao động trung bình khi đi làm, hiển nhiên bạn sẽ cảm thấy công việc của mình bị hạn chế ở một khía cạnh nào đó và phát triển rất chậm chạp. Vì vậy, nếu muốn khôi phục lại vận trình sự nghiệp trong năm Nhâm Dần, nam tuổi Thân phải làm việc chăm chỉ hơn, đừng quá nản lòng hay suy nghĩ tiêu cực, nếu không sẽ chỉ ảnh hưởng đến tình cảnh và thêm trầm trọng hơn mà thôi. Cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh gặp thị phi, tai tiếng. Tuy nhiên với bản tính hiền lành, thật thà, được bề trên giúp đỡ nên mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua được. Ngay từ đầu năm mới, nam Nhâm Thân nên đi chùa dâng hương để cầu Phật mới mong bình yên đến hết năm. Đồng thời, gia chủ cũng cần phải mang theo pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo để hóa giải. Tài lộc trong năm Nhâm Dần, đường tài lộc của nam Nhâm Thân rất xấu, bị sao Đại Hao chiếu mệnh nên tài lộc của bạn rất đáng lo ngại, không chỉ khó đảm bảo nguồn thu nhập trong cuộc sống mà còn thường xuyên phải lo lắng về các khoản nợ lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, một số người có thể bị mất cắp tài sản, tranh chấp của cải trong năm nay, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính. Vì vậy, trong năm Nhâm Dần, bạn phải bảo vệ tiền bạc và của cải, đừng khoe khoang. Đồng thời, bạn cũng phải chăm chỉ kiếm tiền để tăng thu nhập cho bản thân, đừng ung dung kiếm sống qua ngày.
nên cẩn thận trong việc mua bán liên quan đến giấy tờ hoặc có thể là do bị mất cắp, lừa gạt dẫn đến thua thiệt. Năm nay nên chăm chỉ làm việc thiện, phóng sinh để thúc đẩy sự giàu có và thịnh vượng, giải quyết sự rò rỉ của cải và cầu mong sự giàu có trong năm mới. Cần sự va vấp nhiều để có thể cố gắng vươn lên đạt được những thành công. Nếu chịu nỗ lực, quý anh sẽ sớm đạt được kết quả như ý muốn. Tuy công việc không mấy tốt đẹp, thuận lợi, nhưng quý anh vẫn được mọi người yêu quý, cần phải mở rộng mối quan hệ hơn. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để cải thiện vận mệnh và sự nghiệp. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, khi mang theo bên mình sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp khai mở cung tài lộc, kích hoạt quan vận sự nghiệp của gia chủ tuổi Nhâm Thân, mang lại cho gia chủ một năm bình an và may mắn. Tình cảm, vận trình tình cảm của năm Nhâm Thân khá tốt trong năm nay, mặc dù có sự can thiệp của Thái Thuế và Hung Tinh, nhưng may mắn thay có sự giúp đỡ của sao Giải Thần, nên dù có chuyện không vui xảy ra giữa người tuổi Thân và bạn đời thì cuối cùng vẫn được cách giải quyết ổn thỏa. Người độc thân kém may mắn hơn một chút trong chuyện tình cảm, vì có Thái Tuế nên đào hoa của những người độc thân chắc chắn sẽ bị héo úa nhiều trong năm nay. Hội tuổi độc thân nên quan tâm hơn đến sự nghiệp, về phần tình cảm thì nên thuận theo duyên số thì hơn. Năm nay, bạn có thể chọn màu sắc hợp mệnh để mặc đồ, trang trí nhà cửa để sớm thoát ế. Nhưng những ai đang có đối tượng và đã kết hôn thì nên cẩn thận, kẻo có kẻ thứ ba xen lấn vào tình yêu của hai bạn. Sức khỏe. Vận trình tài lộc sức khỏe của những người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1992 tương đối ì ạch. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh dịch mã và báo vĩ, tuổi Thân có thể mắc nhiều bệnh khác nhau trong năm 2022 do môi trường sống. Đồng thời, những tai nạn đổ máu là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, tuổi Thân phải chăm sóc sức khỏe và tự giữ gìn sự an toàn của mình trong năm Dần. Trong tháng 4 và tháng 8, cần phải đề phòng mắc bệnh và tai nạn xảy ra. Cần có một kế hoạch rèn luyện và chế độ nghỉ ngơi hợp lý hơn. Người nào lái xe ô tô có thể treo bùa bình an, tượng Phật, sơn màu xe hợp mệnh như là một hình thức trang trí tốt lành trên xe, mang ý nghĩa cầu bình an đi đường, cho cả năm an khang thịnh vượng, ra đường an toàn là phúc khí. Và quan trọng nhất là gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tí, Thìn, để được quý thần che chở độ mạng. Khi mang vòng tam hợp bên mình, sẽ được quý nhân giúp đỡ tăng cường sức khỏe và nhân duyên, gia đạo. Bên cạnh đó, vòng còn có tác dụng hóa giải thị phi, kích hoạt cung tài lộc cho gia chủ tuổi Nhâm Thân. Hung cát. Hung tinh của Nhâm Thân trong năm 2022 gồm có Thái Tuế, Tuế Phá, Lan Can, Báo Vĩ, Dịch Mã. Những hung tinh này tác động nguy hiểm lên mọi mặt cuộc sống của người tuổi Thân. Tuy nhiên bên cạnh đó tuổi này vẫn có cát tinh thiên giải, địa giải, chủ sự cứu nguy, giải trừ tai nạn, bệnh tật gia tăng phúc thọ. Vì tuổi này, năm 2022 dính hạn Thái Tuế, nên Tết đến, hãy mua và mặc quần áo màu đỏ hoặc đi tất đỏ, thắt lưng màu đỏ. Màu đỏ mang ý nghĩa thịnh vượng và có vai trò rất quan trọng trong việc xua đuổi tà khí. Màu này sẽ hộ thân cầu tài lộc, giúp xua tan mây mù, tiếp thêm sinh khí, có ý nghĩa hóa giải hung khí cho năm Nhâm Thân. Bên cạnh đó, hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để cả năm được may mắn và bình an. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, năm 2022 năm mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1, vận trình tài lộc của năm Nhâm Thân trong tháng 1 tương đối trung bình. Mặc dù tháng này là tháng Tết, nhưng do phạm Thái Tuế nên vận số chỉ ở mức tương đối trung bình, về cơ bản khó có tiến triển lớn. Tuổi Nhâm Thân không những không được vui vẻ trong tháng này mà còn phải chú ý nhiều hơn đến các vấn đề khác trong cuộc sống và tránh để tai ách ập đến trong năm mới. Tháng 2, đường tài lộc của những người tuổi Khỉ trong tháng 2 hơi tệ, bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh đại hao, tháng này bị hao tài rất nhiều. Rất có thể bạn sẽ bị thua lỗ lớn trong đầu tư tài chính, đồng thời có nguy cơ lỗ nặng do những sai sót trong quản lý tài chính gây ra. Vì vậy, các bạn tuổi Khỉ nên cố gắng hạn chế tối đa việc đầu tư vào các lĩnh vực tài chính trong tháng này, đặc biệt là những bạn còn thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính, chứ chưa nói đến việc mạnh mẽ, kiên trì làm việc và phấn đấu để kiếm thêm nguồn thu nhập tài chính khả quan. Tháng 3, vận trình tình cảm của những người tuổi Thân sinh năm 1992 rất ổn định trong tháng này. Được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Giải Thần, nam tuổi Nhâm Thân và bạn đời của mình rất hòa hợp. Đặc biệt, những bạn đã kết hôn thì vận may càng nổi bật hơn, bạn chu đáo và thấu hiểu người bạn đời của mình. Mối quan hệ ngày càng phát triển trong cuộc sống hôn nhân. Tháng 4,
Tinh thần của nhâm thân không mấy khả quan trong tháng 4. Nhiều người dễ bị trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực trong tháng này, đặc biệt là những bạn có sức khỏe kém. Tâm lý của những người này dễ xảy ra hậu quả, không thể nào lường trước được. Vì vậy, tử vi số khuyến cáo người tuổi thân tuổi này hãy soi sáng đường đi và đừng tự tạo áp lực tinh thần quá lớn cho mình. Tháng 5, năm nay bạn tròn 30 tuổi, bạn có thể gặp tai nạn và nguy hiểm trong tháng 5. Bị hung tinh huyết nhận va vào, có khả năng rất cao sẽ gặp phải tai họa đẫm máu trong tháng này. Đặc biệt, những ai làm việc bên ngoài dễ gặp tai họa như tai nạn xe cộ, đuối nước, thương tích do sơ suất trong cuộc sống. Vì vậy, tuổi nhâm thân nên đề cao cảnh giác, đừng để sao hung tinh nào gây ra nguy hiểm cho sức khỏe của chính mình. Tháng 6, nhiệt huyết làm việc trong tháng này không cao, đặc biệt là những ai thuộc tầng lớp lao động chân tay, thì tháng 6 âm lịch càng có nhiều khả năng công việc sẽ xuống dốc, thường xuyên xảy ra tình trạng trùng xuống trong công việc, khiến cho vận trình sự nghiệp của tuổi thân dậm chân tại chỗ, không tiến lên được, thậm chí là thụt lùi. Giữ thái độ lạc quan, chăm chỉ để góp phần làm cho tài lộc tăng trưởng đều đặn. Tháng 7, vận trình tài lộc của những người sinh năm 1992 được cải thiện đáng kể trong tháng 7. Ngôi sao may mắn giải thần khiến bạn kiếm được tiền dễ dàng, không chi tiêu nhiều. Bạn có thể nhận được lời khuyên từ một số người đàn anh có kinh nghiệm trong quản lý tài chính. Và tài sản của bạn sẽ không ngừng tăng lên, có cơ hội thu được nhiều lợi nhuận thông qua giao dịch đầu tư chứng khoán. Tháng 8. Tháng 8 có các tinh địa giải, bạn sống rất hòa thuận với gia đình, bạn bè, đặc biệt là về quan hệ cha mẹ, con cái. Bạn thường xuyên tương tác với con cái hoặc cha mẹ, lại có thêm nhiều mối quan hệ suôn sẻ, nên tháng này làm gì cũng thuận lợi, về nhà là thấy vui. Tháng 9, tổng thể tài lộc của tuổi nhâm thân trong tháng này có phần sa sút hơn tháng trước. Bị ảnh hưởng bởi ngôi sao báo vĩ và thái tuế, bạn sẽ thấy vận thế của mình giảm sút nặng. Cho dù là sự nghiệp, tài lộc, tình cảm hay sức khỏe đều có mức độ sa sút khác nhau. Vì vậy, tháng 9 cũng là một tháng cần phải chú ý và cẩn trọng. Bạn nên nêu cao tinh thần làm việc chăm chỉ để khôi phục lại tài lộc của mình. Tháng 10, sự nghiệp nam nhâm thân tháng này rất tuyệt vời. Thái độ làm việc của bạn rất tích cực, trong công việc rất nỗ lực, có bước đột phá trong sự nghiệp riêng. Tháng 10 có tin vui là nhiều bạn sẽ có được tăng lương, thăng chức hoặc là tìm được công việc mới phù hợp. Tháng 11, với sự giúp đỡ của ngôi sao thiên giải, sức khỏe của bạn tháng này rất tốt. Bạn được bao quanh bởi năng lượng tích cực, thể chất khỏe khoắn và tràn trề dương khí. Sức đề kháng và khả năng miễn dịch của một số bạn vốn có thể lực kém cũng được cải thiện rất nhiều trong tháng này, thậm chí còn có cơ hội đi chơi và sinh hoạt cùng với bạn bè. Tháng 12, tổng thể đường tài lộc của nam nhâm thân tương đối lạc quan. Mặc dù tháng này là cuối năm, nhưng bạn không cảm thấy bất kỳ thay đổi đặc biệt nào trong cuộc sống. Tháng 12, hung tinh cũng đỡ hung dữ hơn, cho nên bạn có thể yên tâm chuẩn bị năm mới. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi nhâm thân sinh năm 1992 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Qua đó thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết rằng mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới, năm 2022, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.